Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Vòng Tư, sinh năm 1968 ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng Vòng Tư khá bình thản khi kể lại vụ án mạng do mình gây ra đối với nạn nhân Phó Thị Chín, sinh năm 1974, ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Theo đối tượng Tư, do nạn nhân Phó Thị Chín đã lôi kéo vợ mình đi ăn chơi, hát hò, dẫn đến việc vợ chồng Tư ly hôn. Nuôi hận thù, bực tức, sau khi uống rượu tại nhà, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 4, đối tượng Tư nảy sinh ý định muốn chém chết Phó Thị Chín. Khi đến cửa hàng bán tạp hóa của Chín, thấy nạn nhân đang khom người lấy kẹo bán hàng cho khách, Tư đã liên tục dùng dao đã chuẩn bị sẵn chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, đầu nạn nhân. Cầm vào đi vào là chém thôi. Thế nó hỏi anh Tư bảo không để tao giết mày, thì là chém thôi. Lúc đấy là nghĩ là chém cho nó sợ nó bỏ nghề thôi, nhưng mà là quá tay là chém chết thì cũng hối hận, bởi vì là mình giết người là mình là phải đền mạng. Sau khi gây án xong, đối tượng Tư vứt dao ở hiện trường rồi bỏ đi. Còn nạn nhân Phó Thị Chín được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, nhưng không qua khỏi, đã tử vong tại bệnh viện. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo đã khẩn trương tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét và tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Vòng Tư. Đối với vụ việc này là một cái vụ việc mà có hành vi giết người rất man dợ. Là đối tượng đã tấn công với cường độ liên tục, chém rất nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ nạn nhân, dẫn đến là nạn nhân tử vong. Lúc đầu thì đối tượng cũng chưa thành khẩn, nhưng sau đó quá trình làm việc rồi là động viên và thuyết phục, và để cho đối tượng nhận thức thấy cái sai của mình, thì sau đó thì đối tượng đã dần dần và hợp tác và trình bày lại toàn bộ cái hành vi vi phạm của đối tượng với cơ quan điều tra. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Vòng Tư về tội giết người để tiếp tục điều tra theo quy định.